Ê, mau máu lên kịp, mau lên kịp. Hải đam to quá. Ông kia là trâu, kia là chắc đồ xúc nhát thế nhở. Bên này đồ lên đồ 15 khá là dễ. Vinh 3 thì anh em Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video mini con game MMO sinh viên nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video review cho anh em xem cái set đồ mới của DK nha. Cái set này là set huyết thần nha anh em ơi. Đó. Những cái tên thì là nó thấy ngầu rồi. Thì mình đang cầm set huyết thần và kiếm dòng cấp 2 và cái khiên linh phong. Thì đồ của mình là cộng 15 hết rồi. Full dòng cộng 15. Thì để mình cho anh em xem lại gần chút xíu nha. Đó. Cho anh em xem lại gần chút xíu nha. Nhìn hiệu ứng khá là đẹp, cầm cây kiếm dòng cấp 2 nhìn khá là chất. Ôi trên này đông thế. Ôi gì mấy ba. Cái nào vắng vắng đấy coi. Chạy ra đây chút xíu, chạy ra đây. Đông quá anh em ơi. Phải nào cũng đông nghẹt. Đây. Đó, nó có sừng nhìn rất là chất nha anh em ơi. Thiên tử kiếm. Kiếm dòng cấp 2 nhìn khá là đẹp. Hiệu ứng nó hơi hồng hồng và có cái tia, hai cái tia kép nó chạy từ trên xuống mũi kiếm đấy. Và cái khiên này nhìn cũng khá là đẹp luôn. Nói chung set này là chất anh em ơi. Chất chơi người rơi. Thì bên này đồ 15 lên là khá là dễ nha anh em. Hôm bữa mình có làm một video rồi đó. Thì để bây giờ mình sẽ đi test thử cho anh em xem. Đi nghịch chút xíu. Anh em ở trên này đang treo khá là nhiều và cũng bị đánh về thành khá là nhiều. À, để về lo gen cái nha. Ôi, đây này cũng trên này cũng đông quá vậy. Cái này cũng khá là đông nha anh em ơi. Đó. Vinh 3 cũng khá là nhiều. Mấy ông này có con pet này. Quên demo con có ai không được test thử xíu ta, có ai lên đài đứng ta, bọc cái đấu thử xem nha. Toàn mấy người
quen thấy mình đặt cái tên này quen đấy. To thế. Ê ba. Thế mày đâm thêm mày ghê thế mày, hay là có socket rồi ta? Cái này lên đồ 15 khá là dễ. Ông này chắc xếp này có socket rồi. Rồi nổ vậy không chết kìa. Nổ vậy không chết, mình bơm máu không kịp luôn kìa. Ái thật ghê thế. Rồi có mấy cái pet khá là, nhìn khá là đẹp nha. Con pet nào, pet này quay vòng quay có cái trứng này mở ra anh em ơi. Ôi máu lên kịp, máu lên kịp, đam to quá. Ông kia là trâu, kia là chắc đồ xúc ép thế nhở. Bên này đồ lên đồ 15 khá là dễ. Binh 3 thì anh em bữa mình có làm video là đi kiếm nguyên liệu binh 3 là anh em đi xoay cái vòng quay á. DK với DK đánh đánh mỗi tay lâu lắm anh em ạ. Oh.
Ôi ghê thế. Này trâu này. Đồ có sóc chắc. Gặp mấy ông khác là chỉ cần một là báo lên không kịp kìa. Ôi, trâu quá. Bạn kia là xét hồng gì? Xét hoàng long. Làm khá là ghê. Máu tụt lê lệ, anh em thấy kinh chưa? Có thì cũng chết. Mà bạn nó trâu quá. Ồ, chắc là full sốc ghét, full cộng 15 rồi. Em mình lên lên Ajana này. Lên Ajana một vòng nhé. Lên Ajana một vòng thử xem cho anh em xem bên này dạo này nó đang đông không. Đó, vào đầu cổng thôi là đã thấy đông rồi. Ôi, chắc lúc nào phải kiếm mấy con pet này ta. Pet này nhiều quá. Theo pet nó mạnh như sao. Ôi, đông quá. Ôi, bãi nào 2-3 người anh em ơi. Này có mấy Vinh, Vinh nhìn đẹp không? Đúng mà vậy đó. Đánh về đây đứng hết. Đó, khá là đông. Bên này chơi là đồ là đã bán trong shop là đồ cộng 11 rồi. Đây, đồ là full cộng 11 rồi. Ép lại cộng 15 thôi. Để lại shop DK cho anh em xem này. DK là bán 3 set đồ này. Chung là hỗ trợ tân thủ là đầy đủ. Họ set này thì khá là đẹp mà phải full hết thì chắc là với châu hòa được. Thôi, video mình xin kết thúc tại đây nha. Gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.